Đêm nay là đêm cúng bà, giờ cũng rất đông bà con đến biểu bà để cúng. Giờ này là đông rồi đó cả nhà. Giờ khách vô đông nhiều rồi cả nhà. Vô cúng. Bà con các tỉnh đi đến đây để cúng bà. Đây là trung tâm của thị trấn Mỹ Lâm, quận Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh. Đây là chiếc thuyền đóng đây cái tàu dán chất vô cúng cả nhà. Và thuyền đó cả nhà thấy tàu cả nhà. Có tiền luôn, có tiền nhiều lắm nha cả nhà. Tiền người trái cây đồ nhiều lắm cả nhà ơi. Rất đông các bà con đến đây để cúng bà. Và thuyền có tiền nè, thì bà con đến đây để có đó mình bỏ tiền vô, cũng là tiền vô trong thuyền để cũng như là mình sẽ cầu mong cho bình an, mình sẽ cho những cái xui xẻo của mình ra biển cả hết. Thank you.
sau luôn là cơm, ăn cơm luôn. Đây là phòng hành hương. Hành hương cả nhà. Rồi có khách dùng cơm. Bà con dần dần càng về phía càng đông cả nhà. Bà con rất là đông, càng về phía càng đông. Bà con vào bà con cúng quá. Càng về phía càng đông cả nhà. Càng đông lắm nhà, vô bà con vô càng đông nha cả nhà. Đông. Quá đông luôn cả nhà. Thôi. Ta dần dỏng, ta ngủ rồi, ta nghĩ ta đợi. Dần dỏng rồi. Đây dần dỏng đừng nằm mà nghỉ ngơi. Đây. Mình đi xuống đây gần 200 cây số luôn, xe gắn máy mình đậu bên đó. Đó là xe gắn máy. Để bên đó là mình chạy xe vô đây mình đậu đậu mé mình có lề bên đó cả nhà. Thank you.
và chú sứ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, thành phố Trà Vinh cả nhà, Nguyễn Nam Hải. Đội lân đã xuất hiện, giờ chuẩn bị lân vô cũng bà lại bà. Thấy năm con đó, năm con lân. Ngũ lân sẽ vô lại bà. Rất là vui, rất là nam diện. Năm nay thì bà con ở đây nói là trong hơn 2 năm rồi. Thì đổ lần đã chuẩn bị vô bé nhỏ.
đảo. Tâm nay một đất tống gia về nhà đều đặt đem tới vì dự tống đi chúc thị thủ là vinh lên đường tử tế bảo vệ mỹ long mãi để cúng bà đến đây xin tạm dừng. Thiện Nhân xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe.